Em tập trung nhé. Nhìn vào đề bài cho hàm số có đồ thị f phẩy. Đồ thị f phẩy như hình vẽ đây. Như vậy trong cái hình vẽ này, cái đồ thị hàm này là cái đồ thị hàm số y bằng f phẩy. Nó hơi lạ. Thông thường ấy, trong bài toán của em là đồ thị hàm fx. Còn bây giờ nó thì ghi là, bây giờ nó là đồ thị hàm f phẩy. Đó, các em chú ý, nó hơi lạ một chút. Xét cái hàm số gx đây, gx là cái đống. Nhưng mà để ý thầy, cái g của em á, nó là f trừ đi cái đống tùm lum ra này, hiểu không? Bây giờ đề bài yêu cầu tìm min trên cái đoạn từ trừ 3. Đây, đề bài yêu cầu tìm min trên cái thằng gx trên cái đoạn từ trừ 3 đến 1. Muốn tìm min trên đoạn từ trừ 3 đến 1, thì em phải tìm lập cho thầy được cái bảng biến thiên trên cái đoạn này. Lý do là cái hàm fx mình chưa biết nó như thế nào. Nên thành ra mình cũng chưa biết cái cực trị của hàm g là như thế nào. Em hiểu chưa? Rồi, tất cả tập trung vào thầy. Thầy nhắc lại này. G phải bằng f phải trừ đi x bình phương trừ đi 3 phần 2 x cộng với 3/2. Các em nghe rõ chưa? Và ngay lập tức ta làm cái động tác, cái này nó bằng f phẩy trừ đi cái đống này là x bình trừ đi 3/2 x trừ cộng, đưa trừ ra ngoài đúng không, vậy đây là giúp cộng trừ 3/2. Rồi bây giờ tất cả cái nhòm nhòm ở đây thì xét cái hàm đằng sau là parabol p. Đây các em nhòm ở đây nhé, xét parabol p phương trình như thế này: y bằng x bình cộng với 3/2 x trừ đi 3/2. Nguyên tắc làm bài này là ta tách ra bằng f phẩy trừ đi một cái đống gì đó. Em nhớ phải có dấu trừ nhé. Nếu đề bài đây là dấu cộng x bình thì ta cũng phải ghi dấu trừ. Ta phải tách ra bằng cái f phẩy trừ đi một cái biểu thức gì đó, không biết. Và thầy đặt cái tên biểu thức bên trong. Bên trong đây là hàm bậc 2 là parabol b. Rồi các em nhòm tiếp này. Parabol này có y phẩy bằng 2x cộng với 3/2. Cho nó bằng 0 thì x nó bằng là trừ 3/4. Và y bằng bao nhiêu? Đọc với thầy Nhi, đọc với thầy kết quả của mình quên rồi thì xóa mất rồi. Dạ, y bằng trừ 33/16. Trừ 33/16 rồi. Bây giờ trên cái đoạn từ trừ 3/1, đây trên cái đoạn từ trừ 3 đến 1 thì em phải tìm cái thầy f những điểm biên. Đây f trừ 3 thì quên mất, thầy ghi f trừ 3 một số đứa không hiểu. Trong cái parabol này nhìn đi chưa, thầy cho x bằng trừ 3 thì y nó bằng bao nhiêu? Con Nhi đọc cho thầy. Đã bằng 3. Rồi trong cái parabol này thì cho x là bằng 1 thì y bằng mấy? Dạ bằng 1. 1. Rồi cho x là bằng trừ 1 đấy. Tại vì cái hàm f phẩy nó có cái số trừ 1. Y bằng mấy? Dạ trừ 2. Trừ 2. Rồi tất cả các nhòm ở đây nhé. Để hình dung cái parabol B này như thế nào thì cái đồ thị như thế này. Em lưu ý là hình dạng của đồ thị nó là hình dạng của parabol, hiểu chưa? Rồi mọi người nhòm này. X y phải y trừ vô cực x cộng vô cực. Đây là trừ 3/4. Đây là 0. Phải cộng cùng trái trái, hiểu chưa các em? Đó là một parabol nó đi xuống như này. Có ai thắc mắc không? Và vì vậy ta mới suy ra đồ thị của nó này. X bằng trừ 3/4 là số chút xíu này. Nó gần bằng trừ 1, các em hiểu không? Vì số nó nhỏ quá thì không được. Ghi tượng trưng thôi các em nhé. Đây,
trừ 2 trừ 1 chút xíu đây. Như vậy đi qua điểm này, có ai thắc mắc không? Cái này xấp xỉ là trừ 2,1. Đi số tượng trưng thôi. Đó, đây là đỉnh của parabol. Tiếp theo parabol đi qua điểm nào? X bằng 1 thì y bằng 1 đi qua điểm này. Đây mọi người nhòm, đây. Nó như thế này. Nhìn thấy chưa? Rồi x bằng trừ 1 thì y nó bằng trừ 2. Vậy nó đi qua điểm này kìa. Hiểu không? Ta vẽ là x bằng trừ 3 nó là 3. Đi qua điểm này. Thì ta lối xuống kìa. Rồi cầm vẽ hình vô màu đây. Nhìn thấy chưa? Đây là parabol. Như vậy giữa parabol này với cái hàm f phẩy nó cắt nhau tại chỗ này này, các em này. Đây. Một chỗ này. Đây nhìn thấy chưa? Hai chỗ này. Ba chỗ. Rồi tới đây ta có cái bảng biến thiên của hàm g phẩy. Đây là x này, đây là g phẩy, đây là g. Ta xét trên cái đoạn từ trừ 3 đến 1. X bằng trừ 3 thì hai cái đường này nó cắt nhau, như vậy hai cái trừ nhau bằng 0. Rồi đây là trừ 1. X bằng trừ 1 thì hai đường nó cắt nhau. Rồi các em nhìn vào đây, ta xét trên đoạn này. Rồi các em hiểu chưa? Rồi ta nhìn tiếp này, trên đoạn từ trừ 1 đến 1. Trên đoạn này thì cái thằng F' ấy, đồ thị nó nằm trên cái đường parabol màu đỏ. Thằng F' ấy, nó nằm trên parabol này, như vậy thì trừ nhau nó dương, hiểu chưa? Trên đoạn từ trừ 3 đến 1, đến trừ 1 đó, cái đồ thị F' ấy, nó nằm dưới parabol, như vậy trừ nó là âm. Từ đây thì suy ra bảng biến thiên của g phẩy như thế này, đi xuống và đi lên. Như vậy trên đoạn từ trừ 3 đến 1 thì cái g trừ 1 trong này, tức là mà thì xóa này đi, cái chỗ này anh nhìn thấy chưa, cái chỗ này chính là min của hàng g ấy, trên đoạn từ trừ 3 đến số 1, và nó chính là g trừ 1. Đây là vị trí này. Đó, các em chú ý này. Xong bài toán. Rồi, mọi người nhìn lại thêm lần nữa này. Bài này các em sẽ gặp nhiều đấy. Trong cái... tức là lúc mà thi đại học, gần thi mà ôn đó. Trong cái đề ôn thi đại học. Dạng này xuất hiện thường xuyên. Thầy ơi, thầy thứ 2, thứ 3 thầy gắn không? Cái gì? Sau thứ 2, thứ 3 thầy rảnh không? Thứ chiều thứ 3 thì thầy rảnh, nhưng mà chiều thứ 5, thứ 2 không rảnh, nó dậy trường. Thế chiều thứ 3 kể nhé, cho em về là... cái gì nói nghe người ta, nghe em rõ vừa dụng. Thế là chiều thứ 3 cho em tăng tiếng đi. Rồi, rồi. Tới thầy sẽ thông báo. Thầy thứ 4 em thi rồi. Ừ. Môn toán hả? Dạ. Ủa, sao em thi sớm vậy? Đúng rồi, trường em thi trước Tết rồi. Em cũng hơi tư luôn nè. Ai cũng thép mà, ai cũng không mà thầy. À, rồi, rồi. Như vậy chiều thứ 3 học nhé. Chiều thứ 3 học online. Em xin vé này. Chiều thứ 3 thầy sẽ gửi phòng link lên này các em học. Link Zoom các em học. Thầy kiếm đề nha. Rồi, tiếp tục rồi. Tất cả sửa vô. Rồi, xin mời mọi người câu số 18 chép đề vô. Em chép đề nha, nha thầy phân tích bài này kỹ để em hiểu. Tìm M để cái đường thẳng cắt đồ thị này tại hai điểm phân biệt thuộc hai nhánh.
Thì cái việc đầu tiên trong bài toán này ta tìm phương trình hoành độ giao điểm. Các em hiểu chưa? X cộng với M bằng rồi tất cả các em nhòm nha. Thì cái điều kiện đây là x phải khác 2. Phương trình này tương đương. Đọc cho thầy mau lên Đỗ Dũng. À, x cộng nhân cho x trừ 2 bằng 2 cộng 1. Ừ. Tương đương đọc. X bình trừ 2 x cộng m x trừ 2 m trừ 2 x trừ thôi trừ 2 x trừ 1 đưa về phương trình bậc 2 nhanh. X bình trừ 4 x cộng cho m x trừ 2 trừ bao nhiêu? Đặt nhìn cái chung luôn đi. Từ thêm bước, thêm một số bạn nó thắc mắc. Rồi, phương trình cuối cùng là gx bằng này. X bình phương cộng với m ngoặc. Rồi. Rồi ta mới lập luận này. Thầy đang làm cái kiểu tư luận để các em hiểu kỹ cái bản chất cái bài này. Tất nhiên thì thi trắc nghiệm mình sẽ làm tắt. Rồi cái đây thì lập luận đây để này. Để D cắt C tại hai điểm phân biệt. Thuộc hai nhánh của C thì tương đương cái gì? Rồi tất cả các em nhìn vào đây thầy, xét thầy nháp nhá, để nháp đây để mọi người hiểu này. Nháp ở chỗ này. Cái hàm số của em y bằng 2x cộng 1 chia cho x trừ đi 2. Ta có y phải bằng này. Trừ 4 trừ 1 là trừ 5. Chia x trừ 2. Như vậy nó âm đúng không? Nó âm thì mọi người nhìn vào đây. Cái gì? Bình phương rồi nó âm. Và thì đồ thị nó như thế nào thì ta nhớ này. Đối với hàm bậc nhất, chia bậc nhất thì đồ thị nó có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang. Đường tiệm cận đứng là x bằng 2. Thì ấn độ ngang là 2 luôn. X bằng 2. Tiệm cận ngang là y bằng số 2 luôn. Và vì nó âm lên đồ thị nó như thế này. Nó đi xuống, em hiểu không? Y phải âm đồ thị đi xuống như thế này. À. Rồi. Và điều đó có nghĩa là cái gì? Cái đường x bằng 2 này, cái tiệm cận đứng này. Nó chia cái đồ thị này gồm hai nhánh, nhánh bên trái và nhánh bên phải. Các em nghe rõ chưa? Nó chia đồ thị này gồm hai nhánh, nhánh bên trái và nhánh bên phải. Cái hàm số vừa rồi nó cắt cái đồ thị tại hai điểm thuộc hai nhánh. Điều đó có nghĩa là nó có phải có hai nghiệm. Và đây là x1 này. Và cái số 2 phải nằm giữa hai nghiệm, hiểu chưa? Tương đương này. Phương trình số 1 có hai nghiệm và điều kiện như thế này. Rồi có ai thắc mắc không?
Rồi bây giờ dừng lại thầy cái chỗ này, em ghi xong rồi nói tiếp. Tại sao lại bé hơn 2 này? Cái số 2 nằm giữa hai nghiệm thì nó mới nằm trên hạch của hai nhánh mà. Cái đường tiệm cận đứng x bằng 2 nên chia đồ thị này gồm phân thành thành hai nhánh, nhánh bên trái và nhánh bên phải. Em nghe rõ chưa? Thì mọi cái điểm thuộc nhánh bên trái thì cái hoành độ của nó phải nhỏ hơn 2. Nhánh bên phải chắc chắn là lớn hơn 2 rồi. Rồi lâu lắm tao ấy không đụng tới cái dạng tìm m để cái phương trình bậc 2 này. Có hai nghiệm phả điều kiện này. Mọi người nhìn thấy chưa? Rồi bây giờ ta xem này. Tất cả các em mở cái cuốn tóm tắt lý thuyết cho thầy. Lý thuyết toán cấp 3 đây này. Trang số 5. Đây. Em mở cái cuốn lý thuyết trang số 5 ra lý thuyết nhanh cho thầy chỉ này. Đây. Công thức thứ nhất. Thầy copy qua đây. Copy qua đây để các em nhớ này. Công thức này hơi bị hay nha. Lời kem mở trang số 5 là nhòm nó thầy cái mà. Bên không. Ủa còn cái B bên không. Từ từ. Thầy nói là từ từ cái. Thầy copy đi giờ thầy giải thích cho các em. Em chờ thì một phút. Đọc đi thầy giảng. Rồi, xin mời nhìn vào đây. Đầu tiên thầy nói về cái trường hợp này. Còn hai kia thì nói sau nhé. Một cái gì đây? Đây rồi. Cầm nhấc qua đây. Rồi, tất cả mọi người nhìn vào đây cái này. Cái công nó có hai công thức để sử dụng. Alpha nằm giữa hai nghiệm. Công thức thứ nhất là A khác 0 delta lớn hơn 0 và cái điều kiện này. Tại sao cái này? Tại vì alpha nằm giữa thì x1 trừ alpha nó âm, x2 trừ alpha nó dương. Thành ra hai cái này nhân với nhau nó âm. Nhưng mà cái công thức này nó dài quá. Công thức này nó dài quá. Nên là thi trắc nghiệm đó thì không dùng. Bởi vì dùng xong thì hết giờ, hiểu không? Công thức này á, nó chỉ có một cái đơn giản thôi. Em chỉ cần thuộc một cái này đủ rồi này. A nhân F alpha bé hơn không. Cái này thì ghi lại để cho các em, cho nó nhìn nó dễ thôi. A khác không để phương trình bậc 2 tồn tại, delta lớn không để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nhưng tao được phép bỏ cái này để ghi để các em theo cái mạch logic này các em dễ nhớ thôi. Chứ thực ra không xài. Em chỉ nhớ một cái công thức A nhân F alpha nhỏ hơn không là sao? Là cái số alpha là cái phương trình bậc 2 này này. Phương trình bậc 2 AX bình cộng với X cộng với C bằng 0. Nếu nó có hai nghiệm X1, X2 và số alpha nằm giữa hai nghiệm. Mọi người mở sách ra và chép cái công thức này vô thầy. Là cái số giữa hả? Ừ. Phương trình nó có bậc 2 này có hai nghiệm phân biệt và cái số alpha nằm giữa hai nghiệm, nghe rõ chưa? Em thuộc cái này một công thức này thôi, A nhân F alpha nhỏ hơn không. Là lấy A nhân cho số giữa. Số A là cái hệ số của cái phương trình bậc 2 này. F alpha nhỏ hơn không. Em ghi vô vào để mang được. Thì em cứ ghi vô xong rồi nói tiếp. Ghi rồi. Ừ. A là cái hệ số của cái phương trình bậc 2. Và alpha là cái số đề bài cho nó nằm giữa đấy. Đó. Mọi người ghi xong chưa? Đừng có dùng mấy cái này phê lắm nha. Trắc nghiệm cái này ăn cháo luôn đấy. Làm xong cái này hết giờ mất, hiểu chưa? Nhiều khi làm chưa được nửa đường thì đã hết giờ rồi. Rồi bữa sau thầy sẽ giải thích kỹ tại sao là A nhân F alpha bé hơn không. Mọi người nghe rõ chưa? Chưa nói nữa, chứng minh nữa thì nó sẽ quên. Rồi, bây giờ thầy nói về cái trường hợp tiếp theo đây.
Mọi người nhòm ở đây thành cái công thức số 2 để cho nó xuống dưới đây. Cho nó thoải mái nha đây. Rồi, công thức số 2 là cái alpha nằm bên trái hai nghiệm. Alpha là một số bất kỳ, có thể là 0, 5, 7, 10 gì đó, hiểu chưa? Ở đây nó có hai công thức để sử dụng. Đây, từ đây rồi, công thức đây. Thực ra công thức trên thì ghi để các em nhớ, chứ các em không có sử dụng, hiểu không? Không dùng. Nhưng mà biết làm sao không các em? Thầy ghi vì lý do là cái công thức này đó, cái công thức phía dưới nó ngắn đẹp trai như này, trong sách giáo khoa bây giờ nó không cho sử dụng. Nhưng mà trắc nghiệm thì cần thì phải sách giáo khoa, em hiểu không? Em cứ làm đúng là được rồi. Thành ra thầy dùng công thức này. Công thức này ở trong sách giáo khoa cũ. Đây các em nhìn vào đây. A khác không là phương trình bậc 2 tồn tại delta lớn không đảm bảo hai nghiệm phân biệt. Nhìn thấy chưa? A nhân F alpha lớn hơn không. Rồi các em nhìn vào đây này. Thấy cái chỗ này. Alpha đây là x1. Đây là x2. Giữa số x1, x2 là cái S chia 2. S chia 2 trừ alpha lớn hơn không. Các em thuộc công thức này nhanh hơn nhiều. Đó, nhìn thấy chưa? Rồi công thức thứ 3 ở đây này. Thầy copy cho các em. Các em đánh dấu ở trong cái đề cương này thầy nhé. Đây. Thầy ơi, cho em hỏi cái nãy. Lời nói đi cu. Cái số 2 á. Ủa sao A nhân cho F alpha lại lớn hơn không? À, bây giờ giải thích nhé. Rồi, rồi. Rồi bây giờ thầy giải thích luôn này. Tại sao luôn nhé. Rồi, xin mời mọi người nhìn vào đây. Bây giờ thầy giải thích tại sao cái chỗ này này. Tại sao A nhân F alpha nhỏ hơn không? Và tại sao chỗ này? Thầy im chờ đi cái. Tại sao A nhân F alpha lớn hơn không? Rồi tại sao cái trường hợp tiếp theo này mọi người nhòm? Trường hợp thứ ba là cái alpha nằm bên phải hai nghiệm. A khác không được phương trình bậc 2 tồn tại. Delta lớn không để hai nghiệm phân biệt. Alpha nằm bên trái hay bên phải hai nghiệm đều có A nhân F alpha lớn không. Và trường hợp này mọi người nhòm cái. Các em cố gắng thuộc cho thầy vì đi thi nó lại đụng cái chuyện này. Đây là alpha. Và nằm giữa hai nghiệm đây là S chia 2 các em này. Đó, nhìn thấy chưa? S chia 2 trừ alpha nó âm. Bởi vì là alpha nó nằm bên phải hai nghiệm. Rồi bây giờ thầy mới giải thích tại sao A nhân F alpha nó âm và A nhân F alpha nó dương. Thì nó xuất phát từ cái bài toán. Nó xuất phát từ cái bài toán về xét dấu của tam thức bậc 2. Ta nói tam thức bậc 2 thì ta nhớ là hiểu là A phải khác không. Rồi nó có 3 trường hợp xảy ra mọi người nhỏ. Trường hợp số 1 này. Trường hợp số 1 là delta lớn hơn không. Thì tao có bảng chất dấu này, xy này. Đây. Ta học từ năm lớp 10. Nhìn thấy chưa? Trừ vô cực cộng vô cực. Nghiệm là x1, x2. Rồi. Trong cái nghiệm, trong khoảng hai nghiệm này thì cái dấu của y và y ấy, là nó trái dấu với A. Còn bên phải đây ấy, là cùng dấu với A. À, rồi, hiểu rồi. Rồi, bên phải đây nó cùng dấu với A. Có nghĩa là cái gì mọi người nhòm ở đây? Trong trường hợp nó có hai nghiệm phân biệt đó. Nếu mà cái số alpha nằm giữa hai nghiệm thì cái kết quả đây là số F alpha này này. Số F alpha nó trái dấu với A. Đây. Nó trái dấu với A. Hai số này trái dấu với A. Có nghĩa là A nhân F alpha nó nhỏ hơn không? Nhắc lại, khi alpha nằm giữa hai nghiệm thì cái F alpha nó trái dấu với A. Có nghĩa là nhân với nhau nó bé hơn không? Còn trong trường hợp đây, mọi người nhìn tiếp vào đây. Số alpha này nó nằm bên phải hai nghiệm. Thì ta tìm được F alpha. Và F alpha lúc này nó cùng dấu với A. Hai cái này nó cùng dấu với nhau thì có nghĩa là A nhân F alpha nó dương. Cùng dấu tức là cùng dương hoặc cùng âm.
Tương tự trong trường hợp khi số alpha nằm bên trái hai nghĩa thì kết quả em tìm được F alpha. F alpha này nó cùng dấu với A. Và có nghĩa là A nhân F alpha này nó lớn hơn không? Rồi hiểu chưa các em? Đó, hiểu chưa? Do đó trong các trường hợp này để alpha nằm giữa hai nghĩa thì chỉ có mỗi cái duy nhất A F alpha đấy. Như vậy thì chỉ khi mà A nhân F alpha bé hơn không thì phương trình này có hai nghĩa phân biệt và alpha nằm giữa hai nghĩa. Nhớ điều đó. Vì vậy ta mới có một công thức duy nhất là cái này. Em thuộc luôn phải để làm trắc nghiệm với nhanh. Còn cái công thức trên này vì sách giáo khoa mới nó không cho sử dụng cái dưới mà bắt dùng cái trên. Nên dùng cái trên thì dài lắm các em, hiểu không? Làm vỡ mặt luôn đấy. Cái này nó chỉ dùng để trong khi giải toán tự luận thôi. Chứ trắc nghiệm mà giải cái này xong là hết giờ. Thầy, chứ cái dưới là cái thầy suy ra. Cái gì cô? Cái công thức ở dưới là thầy suy ra, để đi đâu? Anh nói gì? Cái công thức ở dưới là ở trong sách hay là thầy suy ra? Công thức này ở trong sách giáo khoa, nhưng mà sách giáo khoa cái bộ cũ, bộ mới bây giờ người ta không muốn dùng. Nhưng mà trắc nghiệm em vẫn dùng vô tư, nghe rõ chưa? Thông thường khi đi học thầy vẫn chỉ em dùng cái này. Bởi vì em trong cái đề thi đi học. Ai biết mình dùng gì đâu. Thi đi học là làm trắc nghiệm. Người ta đâu có kiểm tra em dùng cách nào. Em dùng cách nào mà cho nó nhanh mà đúng thì ok. Nên ta dùng cái công thức phía dưới. Rồi, có ai thắc mắc thì không? Dùng cái này. Rồi, alpha nằm bên phải hai nghĩa thì dùng công thức phía dưới là cái này. Dùng cái này. A khác không delta lớn không và đây. Chứ đừng có dùng cái S cũng đúng là này. Mấy năm trước thì các trường dạy cái bài tập thì đa số dùng công thức này. Cái thời mà toán nó còn chưa trắc nghiệm đó kìa. Dùng công thức này ui dồi dài, nó dài lắm. Thực nó cũng không dài lắm nhưng mà nó em đi thi trắc nghiệm em dạy cái này thì em không kịp giờ vậy thôi. Còn dạy cái này rất ngắn gọn em nhé. Rồi thì trở lại cái bài toán của em đây. Như vậy thì tương đương chỉ có một công thức một thôi. A nhân với F2 nó bé hơn không? Ok. Không có F, F, F gì hết. A là số 1 thì ta khỏi ghi. Như vậy F2 gắn thế vào đây tương đương này. 4 cộng với thế 2 vào đây là 2 nhân với M trừ 4. Cực kỳ nhanh các em. Bé hơn không rồi thế bao nhiêu 4 này trừ đi 8 trừ đi 2 mà trừ đi 1 bé hơn không đơn giản bay mất cái thằng mà như vậy là trừ 5 bé hơn không trừ 3 bé hơn không thì luôn đúng. Điều đó có nghĩa là hai cái phương trình số 1 luôn có hai nghiệm phân biệt và thằng 2 luôn nằm giữa hai nghiệm với mọi mà. Và điều đó có nghĩa là với mọi mờ thì hai cái này luôn cắt nhau thỏa điều kiện như vậy. Chọn câu D. À đâu rồi. Tất cả sửa vô chọn câu D. Bài này nó không khó nhưng các em không biết cái công thức này. Em làm nó lộc cục nó dài lắm. Với cả thực ra thì thế này. Bài này có cách nhẩm khác. Chỉ 2 giây là ra. À, các em ghi xong thì nói tiếp. Thầy nói nhiều cái hướng suy nghĩ khi làm bài. Khi làm toán mà muốn mà làm nhanh thì cái việc đầu tiên em phải nắm chắc lý thuyết. Rồi bây giờ cái cách giải thứ hai này, cách nhẩm 2 giây là ra này. Thầy nhắc lại nhé, dùng cái F chứ còn đừng có dùng FB, cái công thức kia là vỡ mặt làm không kịp chờ. Rồi bây giờ cách 2, các em nhìn vào đây thầy. Cái đường thẳng Y bằng cái gì đây? X cộng M. Và cái ra đây được thằng D này, cái đồ thị C đây. Y bằng gì được quên 2x cộng 1 trừ x trừ 2. Rồi mọi người nhìn vào đây thầy. Xem nó có chuyện gì xảy ra. Cách 2 nhầm luôn nhá. Thì đầu tiên nhìn vào hàm này thì mọi người phải thấy là nó cái đồ thị nó như thế. Thì đầu tiên phải nhầm nó được cái này cái đấy. Rồi, đồ thị nó như thế này.
Rồi, hiểu chưa? Tiếp theo cái đường thẳng này như thế nào? Mọi người nhìn vào đây. Cái đường thẳng DI bằng X cộng với M này. Cái hệ số góc đường thẳng Y bằng nó dạng là AX cộng B. Đường thẳng này cái hệ số góc A nó bằng 1 là số dương. Mà nó dương thì nó như thế nào? Nó đồng biến. Mà đồng biến thì cái đường thẳng D chắc chắn đồ thị là một cái đường đi lên. Nó có thể đi lên nhanh hoặc đi lên từ từ, nhưng tóm lại nó phải hình dấu sẵn. Tùy theo cái A, cái M nó thay đổi thì hiểu không? Có thể quên. Vì A nó bằng 1 luôn, cái A nó bằng 1 luôn. Như vậy hệ, nó là một cái đường như thế này, các em này. Trong cái hệ trục tọa độ, thầy nhìn nhầm. Đây. Trong cái hệ trục tọa độ, các em nhìn vào đây nhé. Nó song song cái đường phân giác, cái đường phân nhân thứ nhất của góc phần tư thứ nhất là y bằng x. Đây. Đây là cái hệ trục tọa độ. Nó song song cái đường này, các em này. Đó, nhìn thấy chưa? Nếu chính xác thì nó như thế này. Đây là đường y bằng x. Và cái đường của em nó song song. Rồi, như vậy nó cứ như thế này. Nó song song này. Nó song song. Nó song song, các em hiểu không? Và vì nó song song như vậy, nên kiểu nào thì kiểu nó cũng phải cắt cái đồ thị này tại hai điểm. Như vậy thì hiển nhiên D phải cắt C tại hai điểm phân biệt thuộc hai nhánh. Các em hiểu chưa? Em nghe rõ chưa? Như vậy hiển nhiên nó nhận ngay là với mọi M thôi. Đó là lý do. Đó là cách thứ hai. Chỉ có mà cái đường thẳng Y đó, mà ví dụ là trừ X cộng M thì ta mới có vấn đề. Bởi vì trừ X cộng M nó đi đường đi xuống thế này. Nhiều khi nó không cắt. Hiểu không? Và nó có nhiều chuyện lắm. Thì tới đó thì em lấy sao? Rồi, hiểu chưa? Có thể hỏi tất cả ghi không chưa? Có thể hỏi con này xong chưa này? Qua Đỗ Dũng đâu, xong chưa? Rồi. Rồi bây giờ mọi người nhìn vào đây nhé, thầy chế thêm một câu để ta hiểu vấn đề chỗ này. Rồi xin mời tập trung với thầy. Em phải hiểu kỹ bản chất vấn đề. Để chụp lại cái đề chỗ này. Cơ thật. Từ từ. Đây. Để chụp lại cái đề chỗ này, các em hiểu. Ví dụ thầy sẽ chế một câu như này thì các em xử lý như thế nào? Để chụp lại như đây. Đâu rồi? Đây, các em ghi câu này vô và hả thầy? Các em sửa thầy một chút xíu cái đề chỗ này. Đây. Y bằng trừ x cộng m. Trừ x cộng m. Đây. Tôi để xóa cái đường này đi. Đường hàng D đây ấy, là y bằng trừ x cộng m. Các em xem ra nó như thế nào. Các em chép cái đề vô thầy. Rồi, tất cả nhiều đây thì nhầm này. Thì chỉ cái thứ nhầm nhé. Mọi người nhìn vào đây nhầm này. Cái đường cong C nó phương trình như thế này. Y nó bằng 2x cộng 1. Chia x trừ 2 thì ta có xa được y phải bằng trừ 5 chia x trừ 2. Vậy thì đồ thị nó như thế này các này. Đây. Đây là trục vành này, đây là trục tung này.
đây các em hiểu đây nha, để thầy vẽ luôn cho các em hiểu. Đây là tiện cận đứng x bằng 2. Đây là tiện cận ngang y bằng 2. Đây là tiện cận ngang y bằng 2. Thầy nhát thôi, để thầy hiểu kỹ vấn đề x bằng 0. Rồi, nó trừ 1 phần 2 đây. Cái đồ thị đây là giao điểm hai tiện cận đây này. Và đồ thị như thế này. Đây, đây con cong này. Và cái nhánh trên nó như thế này. Mọi người hiểu chưa? Đây là cái góc tọa độ O. Cái đường Y bằng đấy, đường hàng D. Y nó bằng trừ X cộng với M. Thì đường này nó song song với cái đường thẳng D phải. Là Y bằng trừ X. Đây. Đường Y bằng trừ X nó như thế nào? Nó là đường phân giác của góc phần tư số 2. Để vẽ một phấn màu khác. Mọi người nhòm ở đây để ta hiểu vấn đề này. Khi ta hiểu kỹ làm trắc nghiệm ta sẽ tự suy luận ra được. Đây là đường Y bằng này. Y bằng này trừ X nha. Nhìn đi chưa? Cái đường thẳng em nó song song với đường này. Vì đồ thị nó sẽ như thế này. Đây, song song. Song song đây. Rồi song song đây. Như vậy thì á, nếu mà cái hai cái đường thẳng D nó cắt đường cong C tại hai điểm thì hai điểm đó nó sẽ cùng thuộc một nhánh, không thể thuộc hai nhánh được, nghe hiểu không? Như vậy điều kiện đây nó nhận ngay là M thuộc cộng. Ta nhận ngay điều kiện bút của thầy đâu rồi? Đây. Ta nhận ngay là M thuộc cộng. Không tồn tại giá trị để cái đường thẳng D là cắt đường cong C tại hai điểm thuộc hai nhánh được. Nếu có chỉ thuộc một nhánh thôi, hiểu chưa? Đó, các em phải suy hiểu cái đó. Rồi, có ai thắc mắc không? Còn đường nào đúng không thầy? Cái gì hỏi cái gì? Ý là ngoài cái đường chữ X thì còn đường nào đúng không? Rồi, bây giờ thầy cho ví dụ thêm rồi. Thầy cho ví dụ tiếp nha, ví dụ. Tới đây là cái, đây là chỉ cách để nhận thôi. Bây giờ cho ví dụ câu tiếp theo này. Em ghi ví dụ. Cho đường cong C lấy cái bài lúc nãy y bằng 2x cộng 1. Chia cho x trừ đi 2. Và đường hàng D. Y bằng trừ x cộng với M. Rồi em ghi tiêu đề tự định. M để. Câu số 1. D cắt C tại hai điểm phân biệt. Phân biệt thỏa điều kiện như thế này. Ví dụ số 10 đi. Lớn hơn x2, lớn hơn x1. Tất cả ghi này mà. Đây cũng là một cái câu nằm trong chương trình. Đây, để chưa? Rồi, tất cả tập trung lên thầy mau. Rồi, các em nhìn vào đây. Đầu tiên ta có phương trình hoành độ giao điểm. 2x cộng với 1. Chia x trừ đi 2 bằng trừ x cộng m. Điều kiện đây là x khác 2. Tất cả ghi vô thầy mau. Dũng bảo có thầy đi đấu dụng. Dạ. Yeah. Đấu dũng bảo có thầy. X trừ 2. 2 x cộng 1. Nhân trừ x cộng 1. X trừ 2 nhân cái gì? 2 nhân cho chữ x cộng 1. Bằng 2 x. Trừ 2 x. Ủa? Thì làm chéo. Đọc cái này không? Trừ x bình. Cộng với trừ 2m cộng m x. Rồi cộng m x, dạ, trừ 2m cộng với 2x. Cộng với 2x trừ 2m.
trừ 2x cộng 1 trừ 1. Chuyển này qua bên kia cho đẹp trai, chuyển hết đống này qua tương đương là x bình, bình trừ m x thì ghi chấm trừ 2x cộng 2m cộng 2x cộng 1. Rồi tương đương gx này. Đây hai cái này gom vô, đâu cái gom vô đâu? Một cái này mất này. Trừ. Hai cái này mất rồi đúng không? Dạ. Trừ mx cộng bao nhiêu? 2x 2m cộng 1. Ghi thêm cái nữa cho đẹp không? Cái gì? Ghi gom lại cho đẹp không? À, hết gom rồi. Ủa mờ mờ chung thì gom lại. Thì đây là phương trình bậc 2 mà. Thế thôi à? À. Rồi bây giờ thầy có hai cái hướng giải về này. Cách số 1. Cách số 1 là thầy dùng cái dùng trực tiếp cái tam thức bậc 2 này. Các mọi người nhìn vào đây. Yêu cầu bài toán tương đương. Nói nữa thì nó vòng vòng qua đây, nhìn vào đây này. Phương trình này có đầu tiên là a khác không thì khỏi cần ghi đúng không? Phương trình nó có hai nghiệm phân biệt là delta bằng b bình là m bình trừ đi 4 m ngoặc. Delta lớn hơn 0. Rồi hiểu chưa? Rồi 10. À thầy quên a. A nhân với cả chỗ này là a nhân với f f10 lớn hơn 0. Như vậy thực ra là f10 thôi. F10 thế vào đây là 100 này. Trừ đi 10 m cộng với 2 m cộng với 1 lớn hơn 0. F10 lớn 0 rồi tiếp tục là cái gì? S chia cho 2 trừ đi 10. Em nhìn thấy đây phương trình này chưa? S nó bằng này trừ b trên a đấy. Lớn hơn bằng cái này, S S nó là trừ trừ b trên a là m m phần 2 trừ đi 10. Bé hơn không? Rồi tất cả sửa vô. Và thêm một cái điều kiện nữa các em. F2 khác không? Tại phương trình này phải có nghiệm F2, hiểu không? F2 thế ở đây là 4 này. Trừ đi 2M cộng với 2M cộng với 1 khác không? Rồi các em tương đương giải thầy. Ở đây thì đang nói có hai cách. Lát thì chỉ cách dùng tòa hạn. Nói chung là trong trường hợp bài này mình sẽ dùng cái hàm số này mau hơn. Đây, M bình phương các em sửa vô này. Mọi người động não thầy nhé, các em chỗ này tính ở đây trừ 8m cộng với 100 là 1 lớn hơn 0. Rồi cái này là m trừ đi 20 bé hơn 0. Rồi cái này hiển nhiên các em nhé, hiển nhiên đúng, cái này luôn đúng. Rồi tiếp đây là giải những bất phương trình này thôi, không có gì hết. Rồi mọi người nghe nói chưa? Rồi tất cả ghi vô nha. Rồi tới đây em tự giải bất phương trình nhé, vì nên thời gian không có nhiều. Rồi bây giờ cách số 2 này. Cách số 2 gặp cái tình huống như vậy, các em nhìn đây là dùng cái hàm số cho mau. Đây này. Nó có hai nghiệm x1 này, bé hơn x2, bé hơn 10. Thì làm những động tác như sau, mọi người nhòm ở đây. X bình phương cộng 1, đây là đưa m ra ngoài, đây là x trừ đi 2. Và tương đương m nó bằng luôn x bình phương cộng với 1 chia đây là x trừ 2. Em nhìn thấy chưa? Để cái phương trình này có hai nghiệm thỏa điều kiện này thì hai đường này cắt nhau tại hai nghiệm phân biệt, tại hai điểm phân biệt thỏa điều kiện này.
Rồi các em dòm ở đây để xét cái gợi ích. G x bằng cái này, và cái này bằng g x đi. Thì g phải bằng cái gì? Cho nó nhanh chứ nữa không kịp chờ. Ở đây ta dùng cái công thức đạo hàm bậc 2 chia bậc nhất. Đây, x bình phương. Rồi cái này thì bây giờ là trừ đi. Trừ 4 x. Trừ 1, đó. Chia cho x trừ đi 2 tất cả bình phương. Bằng không, bấm máy thầy mau, bằng đố dũng. Dạ. Đố dũng bấm máy hiện là mấy? Cái phương trình cái tử số này thì em tắt một tí. X bằng mấy đọc thầy? 2 căn 5, 2 cộng căn 5. 2 cộng với căn 5, còn thằng này là bao nhiêu? 2 trừ căn 5. Rồi. X bằng cái này thì y bằng bao nhiêu? Nhìn đây các em. Tất nhiên y thì ta thế vào cái đề bài là cái này, nhưng mà ta đừng thế vào đề bài. Và có một cái công thức là thế, là ta thế vào đạo hàm tử chứ đạo hàm mẫu. Đạo hàm tử là 2x, đạo hàm mẫu là 1. Như vậy y nó bằng 2 này, cái này là 4 cộng với 2 căn 5. Và y này nó bằng 4 trừ 2 căn 5. Các em hiểu chưa? Tất cả trừ vô. Rồi căn tìm ra thầy x bằng 10 đó. Thì suy ra g 10 bằng mấy? Bấm máy này. Thế ở đây là 10 bình phương là 100 cộng 100 là 1. 100 cộng 1 là 101. Chia chứ không được dùng cái nãy nữa hả? Thầy dùng cái tới đây để dùng cái hàm số để xử lý này. Ý là cái x bằng 10 không được dùng cái đạo hàm tử chứ đạo hàm mẫu. Không, chỉ có cái cực trị. Cái cực trị mới được dùng thôi. Còn tất cả những cái khác thế vào đồ thị hết. Có hiểu không? Đối với hàm bậc 2 chia bậc nhất có x cực trị thì ta thế vào ta tìm được y. Còn những cái điểm khác không phải là cực trị, phải thế trực tiếp vào đồ thị bình thường. Mọi người sửa nhanh cái này không? Đây là x này, đây là y phải, đây là y. Ta xét từ trừ vô cực đến cộng vô cực. Nó bị kẹt cái chỗ số 2 là 2 gạch, em nhìn thấy chưa? Đó. Đây là 2 trừ căn 5. Đây là 2 cộng với căn 5. Đây là 0, 0. Trong trái là giúp trừ, ngoài cùng giúp cộng. Rồi đồ thị như thế này. Nó đi từ cộng vô cực đi xuống cái chỗ này. Đi lên. Đúng rồi. Đi lên. Đi lên. Đi xuống. Ờ, đi lên. Lên đây vẫn là cộng vô cực luôn đấy. Đi lên. Cộng vô cực. Đây là 4 trừ đi 2 căn 5. Rồi đây đi xuống này. Nó đi xuống. Đi lên. Nếu trừ mà cô có thể ghi nội thì ghi nhầm. Thầy ghi nhầm cái đề lúc này thì ghi nhầm. Dấu cộng thì ghi nhầm. Dấu cộng là đi lên. Rồi đi xuống. Đây. Đây là từ trừ vô cực này. Đây là trừ vô cực. Đây là 4 trừ đi 2 căn 5. Còn thằng bên kia đây nó đi xuống này. Nhìn thấy chưa? Đây là 4 cộng với 2 căn 5. Nhưng mà đây là số 10. Số 10 đây là đây 108 chia cho 101 chia 8. Ở tất cả sửa vô nha. Tất nhiên trên đây vẫn là cộng vô cực. Thực ra nếu mà thầy đi thi làm bài này thì dùng hàm số cho nó nhanh hơn. Hơn là cái thằng này nó phơi phê đó. Hiểu không? Nếu nói về bình luận về nghiệm gì đó mà ta đẩy được màu qua một bên thì ta nên dùng. Rồi các em nhìn vào đây thầy mau. Đây mà đẩy màu sang bên đó, nó đạo hàm mà ngáo ngáo cái đi luôn.
thì thực ra thằng nào nếu mà cái câu này là câu vận dụng nó cũng hơi cao cao rồi, nên là cái em đường áo của này cũng chết. Nên ta cái câu này phải chuẩn, đi này đừng đi bằng mờ, đừng đi bằng mờ, nhìn thấy chưa? Như vậy yêu cầu bài toán tương đương có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là mờ nó phải bé hơn 4 trừ 2 căn 5. Khả năng thứ hai là mờ nó lớn hơn 4 cộng 2 căn 5, nhưng mà phải bé hơn số 101/8. Đây có hai khả năng này, nhìn thấy chưa? Như vậy trong trường hợp này, đồ thị cái đường thẳng này nếu nó cắt cái đường cong C thì hai điểm cắt đó nó phải cùng thuộc một nhánh, không thể xảy ra hai nhánh, hiểu chưa? Ôi thầy kéo lên rồi, đi vô thầy nào. Thì kéo lên, xích lên, xích lên. Đây, đây, đây. Lát thầy sẽ gửi lại cái file này. Đây, các nhìn nhanh nha thầy nào. Đây. Để ghi lại chữ cho nó đẹp. Cái số 10 đó là điểm tiệm cận đúng không? Số 10 đâu? Không. Tại vì nghiệm nó phải làm sao? Bé hơn 10. Tại vì cái đề bài. Hai nghiệm này phải bé hơn 10. Hai nghiệm là phải bé hơn 10. Như vậy thì chỗ đây thực ra thì đây đáng có thể xóa này đi này. Đó. Không quan tâm đến thằng này nữa. Hiểu không? Cắt từ 10 thôi. Đó. Hiểu chưa? Đây là 4 cộng với 2 căn 5. Đó. Mở thuộc hai khoảng này. Rồi ai thắc mắc thì báo thầy. Rồi, bé Nhi hiểu chưa bé Nhi? Dạ rồi thầy. Rồi, các em chép xong chưa? Thứ ba mấy giờ thầy? Thứ ba nếu mà học thì 2 giờ. 2 giờ đến 5 giờ đúng không thầy? À, đúng rồi, thì từ 2 giờ đến 5 giờ đi. Không khi nào học cũng mệt thì nghỉ, nhưng mà chiều phải trước 5 giờ.